Mới đây, cựu diễn viên Việt Trinh cho biết đang tìm hiểu thủ tục đăng ký hiến xác sau khi qua đời. Trước đó vào năm 2019, cô đã hoàn thành thủ tục đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh và nhận được thẻ. Việt Trinh giải thích hiến tạng là hiến tặng một số bộ phận cơ thể một cách tự nguyện, trong khi hiến xác là cống hiến toàn bộ cơ thể cho y học sau khi qua đời. Quyết định của nữ diễn viên bị gia đình phản đối, nhưng cô cho rằng đây là việc làm chính đáng. Ban đầu con trai cô cũng không đồng tình, nhưng sau khi nghe những lời giải thích của mẹ đã gật đầu đồng ý. Cô cho biết khi đi từ thiện nhiều nơi, gặp những hoàn cảnh rất đáng thương, có bệnh nhân bị suy thận mà không có thận ghép nên đã qua đời dù được mọi người ủng hộ nhiều tiền. Điều đó khiến cô suy nghĩ, trăn trở nhiều. Sau đó, Việt Trinh vô tình biết được câu chuyện cảm động của một chàng trai bị tai nạn giao thông đã hiến tạng cứu sống 5 người. Từ đó, cô bắt đầu có ý định hiến tạng của mình sau khi qua đời. Khi mất đi, tôi vẫn mang đến niềm vui cho người khác, cho gia đình của họ và giúp họ làm tiếp những việc có ích cho cuộc đời. Với con trai của tôi, nếu bé không còn mẹ bên cạnh, nhưng bé biết trái tim phổi, gan của mẹ vẫn hoạt động trong cơ thể của người khác, bé sẽ rất hạnh phúc, cô chia sẻ. Việt Trinh tên đầy đủ là Trần Việt Trinh, sinh năm 1972. Cô là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và được yêu mến trong làng điện ảnh Việt Nam. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào đầu những năm 1990, cô nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Cô gái xấu xí, Dòng sông khát vọng. Ngoài diễn xuất, Việt Trinh còn thử sức ở vai trò đạo diễn và sản xuất, góp phần vào sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều cống hiến ấn tượng, năm 2022 Việt Trinh chính thức thông báo giải nghệ. Đây là một quyết định khó khăn với nữ diễn viên, song cô mong muốn được dành nhiều thời gian cho gia đình, tập trung chăm sóc con trai. Về đời sống hôn nhân, Việt Trinh từng công khai chia sẻ cô và chồng đã ly hôn hơn 10 năm vì khác biệt quan điểm sống. Cả hai chia tay trong hòa bình, cam kết chăm sóc và chịu trách nhiệm với con đúng nghĩa vụ. Hiện tại, Việt Trinh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.